tôi đoán chừng thế nào cũng có vài lần quý cụ quý bà chị em cũng đã phải thốt lên ba chữ cũng như không cũng như không việc gì đã xảy ra mà phải nói như thế nếu mà thêm vài chữ trước ba chữ cũng như không thì sẽ thấy rõ hơn uống mấy thang thuốc mà cũng như không có con có cháu mà cũng như không dành dụm xây dựng cả đời đến lúc ra đi bỏ lại tất cả thật cũng như không thức khuya dậy sớm đầu tư tốn kém dặn dò rồi năn nỉ rồi van lại rồi cầu xin biết bao nhiêu biết bao nhiêu mà cũng như không sư đồ phaolô tuyên bố rằng tôi chạy chẳng phải là chạy bá vơ. Tôi đánh chẳng phải là đánh gió. Thế nào là đánh gió? Và thế nào là chạy bá vơ? Cụ Phan Khôi đã dùng hai chữ bá vơ để chuyển ngữ một thành ngữ in vain. Mà sư Đồ Follow đã dùng để biện diễn cho mục tiêu và lý tưởng phục vụ của mình là không bị rơi vào tình trạng vô ích vô dụng. Dễ dàng hình dung một người đang chạy bá vơ đánh gió, đó là hình ảnh của bốn chữ sao ta chạy quanh, chối quanh, lẫn quẩn lẫn quẩn thế thôi. Sao ta chạy quanh? Trường hợp tiêu biểu của thời còn đi học mà nhiều người trong chúng ta từng trải là trường hợp đã đầu tư rất nhiều thì giờ công sức để hoàn thành một bài luận văn và cuối cùng được thầy phê trên những trang giấy đầy ấp chữ của mình là lời văn trong sáng rõ ràng lập luận vững chắc nhưng nhưng rất tiếc bị lạc đề ở đâu có ý chí thì ở đó có một phương thức để thực hiện that's a will that's a way Điều quan trọng là chúng ta cần được niềm vui khi chia sẻ với người khác, điều Chúa làm cho chính mình. Thông thường chúng ta rất dễ lầm lẫn giữa hoạt động và làm cho xong công việc. Cần phân biệt giữa bận rộn và hoàn tất công việc. Kết thúc luôn tốt hơn khởi đầu. Ai cũng cần một kết thúc có hậu và điều này luôn đúng cho một công việc hay thậm chí cả một cuộc đời gió cuốn đi là số phận và kết cục của cuộc đời hư hỏng. Lý do bị gió cuốn đi là vì giá trị chỉ là rơm rác. Chúng nó khác nào gió thổi bay đi và không đứng nổi trong ngày đoán xét. Đó là ý nghĩa của rơm rác gió cuốn đi muốn tránh hậu quả hoài công phí của hao tâm lực thì đừng theo mưu kế của kẻ giữ đừng đứng trong đường tội nhân đừng ngồi chỗ của kẻ nhạo báng ngược lại phải lấy lòng vui vẻ về luật pháp của được rồ và và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm để tránh tình trạng đánh gió chạy bá vơ sư đồ Phaolô đã tự khép mình vào một kỷ luật chặt chẽ, nghiêm khắc và chữ mới của ngày hôm nay là nghiêm túc. Cô đến tôi thứ nhất đoạn chiến có 27 chép. Tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc. Bắt nó phải phục. E rằng sau khi tôi đã giảng dạy cho người khác. Mà chính mình phải bị bỏ chăng. Nếu chúng ta không đầu phục để đáp ứng sự kêu gọi của Chúa để phục vụ Ngài, thì Ngài dùng người khác để hoàn tất công việc của Ngài và chúng ta sẽ rơi vào trong tình trạng cũng như không. Bị gió cuốn đi, hoài công, tốn của, hao tâm lực để rồi hối tiếc trong lỡ lạc. Là người biết rõ lẽ đạo, lẽ thật, lẽ sống Chúng ta có thể tuyên bố dứt khoát rằng Chúng ta không hoài công Chúng ta không phí của Chúng ta không hao tâm lực Vì sao? Vì những việc chúng ta làm là những việc Được sắp vào diện linh công Linh công là những công tác thuộc linh Sẽ còn hoài, còn hoài và còn hoài Sư đồ Phaolô khuyên dạy con dân Chúa rằng hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn vì biết rằng công khó của anh chị em trong Chúa chẳng phải là hoài công vô ích đâu làm công việc Chúa cách dư dật luôn. Là làm một cách vui lòng chứ chẳng phải gượng ép, làm vì danh Chúa chứ chẳng phải vì tư lợi, làm vì danh Chúa để nêu gương tốt cho người khác chứ không chỉ làm tròn trách nhiệm được giao phó. Làm công việc Chúa cách dư dật luôn cũng là hạ mình phục vụ thay vì tự tôn tìm kiếm danh lợi quyền riêng cho mình. Làm công việc Chúa cách dư dật luôn cũng là làm theo lòng yêu mến rộng rãi, tận hiến, tận tình, hết sức, hết lòng, chứ không phải chỉ làm chừng mực vừa đủ cho qua loa lấy lệ. Một cách tích cực, sư đồ follow không đợi người khác viết điếu văn cho mình hoặc bài tỏ cảm tưởng về đời sống của mình. Follow đã viết những lời kết thúc trước khi mãn phần như thế này. Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Những lời như thế quả thật là không có hoài công, không có phi của, không có hao tâm lực tí nào cả. Vì có niềm hy vọng sống động trong Chúa, Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Chúa là quan án công bình sẽ ban mạo ấy cho ta trong ngày đó. Không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Để đạt đến mục tiêu tối hậu. Để đạt đến kết quả vinh quang. sứ đồ Phaolô đã nói, nhưng tôi cứ là một điều là quên lẫn sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy để giật giải về sự kêu gọi trên trời của Chúa Cứu Thế Giêsu. Bươn có nghĩa là không còn e dè, e ngại, lo sợ. Nghĩa đen cũng có nghĩa là dẫm bước cách mạnh mẽ lên những chướng ngại vương gót chân mình.